mới thành là quay trở lại với kênh đẻo Messi Home. Đây, tại Tuấn đang có mặt tại dãy nhà 5 căn tại đang thi công. Thì nhà này nằm ở vị trí đó là ngay chỗ đoạn đường đi nước tiện đối diện khu nghiệp Cầu Tràm đi vào khoảng 1 km. Thì đường này là đường mặt tiền có đường nhựa, đổ nhựa lên đến 6 m nên ô tô có thể di chuyển rất là thoải mái. Căn nhà thì hiện tại đang được xây đó là một trệt 2 lầu gồm có 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, 1 khách và 1 bếp. Nhà thì được toàn bộ thiết kế đó là tường riêng, bóng thang rất là sâu và chắc chắn. Căn nhà này hiện tại đang trong một trình thi công, hiện tại đang xây được tầng trệt và lầu 1. Để đang chuẩn bị thi công đó là tầng tiếp cùng. Thì hiện tại đang trong quá trình thi công nên bên cũng sẽ có cái hình thức thanh toán đó là đạt tiến độ. Thì hãy liên hệ với Tuấn qua số 4 8 534 để được chứng thêm thông tin và cũng như là nắm bắt thêm một số một quy hoạch ở ngay gần đây để có thể thuận tiện cho quý khách hàng trong công việc đầu tư hoặc là mua nhà để ở. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại.